vào nhé. Hello anh em, à, có một cái dự định mà tôi đã định làm từ khá lâu rồi, từ khi mà cái giải đấu Master Berlin của Varan kết thúc là phân tích một cái trận đấu của Nas và trận đấu đấy thì trong đầu mình đã có định hình rất là rõ ràng, đó là trận đấu giữa Gambit và Gai sport ở map Ibok. Trận đấu kết thúc với tỷ số là 13-0. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem lại và tìm hiểu tại sao thật kỹ càng là tại sao mà các thành viên bên phiếu của team gái sport có thể thua một map tủ của mình với tỷ số sâu đến như vậy và nát trận đấu đấy đã bắn như nào mà khiến cho các thành viên bên phiếu gái sport gần như kiểu hoảng loạn luôn không thể tìm kiếm được thì hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả uh, cái video phân tích demo này để cùng tìm hiểu qua đôi chút một số cái thông tin Đây rồi trên màn hình của tôi thì các bạn thấy rằng tôi đã bật sẵn cái video à giờ thì chúng ta sẽ tôi sẽ đeo tay nghe vào cho nó chuyên nghiệp đúng không? OK. Đợi. Họ độ với Sentinel đúng không? Họ cũng không hề ngại gì cả thậm chí. Trận đấu này là trận đấu giữa các thành viên bên phía G2 Esports và các thành viên bên phía của team Gambit. Map thiếu Ibox. Map này là map pick của team G2 Esport ta sẽ vào luôn uh, round thì đầu, đầu tiên nhá. Bởi nát... vì trong Valorant này nó chưa có để mô, nên đâm ra là các bạn thấy ra là tôi sẽ phải sử dụng một cái vod để tôi phân tích. Nhiều lúc anh em mình sẽ phân tích qua cái minimap trên góc này nhiều hơn, tại vì không phải lúc nào cái cam nó cũng sẽ chiếu vào vị trí của nát. Bò trườn và nó khiến cho Đấy ra piston các bạn thấy không đây là round đầu piston g2 thì ở map thi đấu này thì gambit họ chọn cho mình bên phía tấn công trước và g2 thì đang bắn một cái đội hình khá là default cơ bản nhưng họ có một tiếng đẩy hai mít và rất là chủ động trong đó thì bom xe a cũng đẩy rồi như vậy là mít đẩy bom xe a đẩy biết mít clear biết a clear có nghĩa là gì địch sẽ đánh b và rõ ràng đây là một round đấu mà các bạn nhìn thấy một cái tường một cái tường cắt tường này thì đây là một cái tường của bên phía T-side Nhìn rất là rõ ràng Bên kia thì sử dụng một cái tường Viper Để cắt là cắt bên phía bom xe A Thì nói chung là Con Viper này nếu mà Ở những người chơi thực sự tốt Ở level cao Thì họ hoàn toàn có thể căn cái thời gian tham minh Ở thời điểm đầu để chia ra Sử dụng một quả smoke để chặn một bom Và sử dụng cái tường độc để chặn một bom Tôi nghĩ rằng đấy là một yếu tố khá hay Nhưng các bạn phải tận dụng tốt thời gian đầu round đấu Để set up để có thể có những, mình những vị trí tốt đẹp hơn đây là một rao đấu mà Gambit bắn khá đơn giản. Nào, xem nào. Đấy, các bạn ừ, không đi drone nó ảo đi trước. đồng đội đi sau. Đấy, bên phía đội hình của G2 đẩy của này rất đẹp rồi. Cây lốc ngồi rất đẹp rồi. Các bạn nhìn không? Cây lốc đẩy mid kê rất đẹp rồi. Bách về A đầy đủ. Ui, quắc vào luôn ạ. Dị thật, bọn bọn Gambit này bắn dị thật các bạn nhìn không? Bình thường nhá, cái chỗ này lúc nào là bọn nó cũng sẽ chạy vào tại vì cái đoạn này góc vào rất là sợ sợ nó spam các kiểu các kiểu như các bạn thấy không bọn gambit nó sử dụng một chiến thuật là góc vào và thằng nát thì sẽ có nhiệm vụ là ke flank đấy thằng nát là thằng duy nhất sẽ là thằng kê móc bởi vì sao con con viper là một con có nó có thể set up được cái snake bite cái snake bit của nó cái bãi độc của nó để có thể uh, after plan được nên làm ra nó sẽ là thằng kê móc và nó sẽ xử lý late game rất dị luôn Và đây là một cái tường được dựng lên Một cái tường che Các bạn thấy không? Quốc vào không lộ một tiếng động nào cả Và sau đó thì bên phía Ogambit dựng một cái tường cắt hẳn Ở khu vực uh, Cái này là gọi là Snowman Che hoàn toàn Snowman không cho spam Và như vậy là các thành viên bên phía Ogambit họ rất chủ động Họ muốn chiếm hoàn toàn cái khu vực Bên trong bom say B Chứ họ không muốn là chỉ đặt bom Và không có vị trí đẹp không Đấy, thấy chưa? Đổi mạng rất là nhanh, bên kia bị bất ngờ. Tại vì bên kia không nghĩ rằng là có đến 4 thằng ở gần mình đến như vậy. Bởi vì các bạn nhìn ông quả vừa rồi là bên phía Gambit 4 ông ngoắc vào, nó không lộ tiếng. Thì bên kia nghĩ rằng là sau khi dựng tường chắc có khoảng hai thằng ở đấy là cùng. Nhưng không, bốn thằng nó đều ở đấy và nó chủ động nó clear hoàn toàn đoạn trong side B nó đổi mạng luôn. Tự nhiên bên phía của team G2 gặp rất nhiều khó khăn. Đấy, đẩy rất chủ động luôn một, một rao đầu bắn kiểu ấy và bây giờ thì nhưng mà bom thì chưa được đặt nhá vấn đề là bom chưa được đặt nhờ ba vết hai rồi nát chết nhưng mà vấn đề là bên kia là vẫn đổi được mạng Làm mình rất là tốt Đấy, ra đầu tiên thì không có gì nhiều để nói chỉ nói về một cái là bọn gambit nó đã sử dụng một cái chiến thuật mà không nhiều team nghĩ rằng là nó có thể xảy ra đặc biệt ở cái bom b cái đoạn góc đấy nhá đoạn góc đấy nếu như các bạn bắn ranh thì có khi là góc như thế lại chết bởi vì sao cái đoạn đấy mà góc 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 bắn ranh nhiều ông ông ngứa tay ông cứ cầm khẩu gót ông spam một đường thẳng ờ là tự nhiên lại chết mất một hai ông nhưng vấn đề là ở giải chuyên nghiệp thì chúng nó không spam khi mà chúng nó không có thông tin bởi vì vừa rồi là một tình huống và bên gambit bốn ông quắc vào mà chả lộ một tiếng nào cả nên tự nhiên là cái thằng ở trong bom nó cũng giật mình nó chả có một cái thông tin gì cả nó chỉ có thể báo với đồng đội là chưa địch chưa vào b đâu chắc là fake b đấy kiểu 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 như thế nhưng không ngờ rằng là báo xong cái tường dựng hạ xuống phát là thấy có bốn ông trước mặt rồi chúng ta sẽ đến round đó tiếp theo nhá Đây 1-0 rồi Xem round tiếp theo là một round Full bài của Gambit đây, đây là một cái cung này chặn rớt này Tôi suốt ngày bắn này Cung này cái cung này chặn đẩy Những thằng nào đẩy lên là đều bị cung này quét trúng Các bạn thấy không Cái đội hình của Gambit nó bắn khá là giống với kiểu set go Nghĩa là nó chia ra kê đẩy rất là chắc Hai người kê bê Reyna kê đẩy Sova với cả Viper là người kê Mid nghĩa là chia ra kê đầy rất là từ tốn để bắt những tình huống đẩy của các đánh viên bên phía G2 Esports. cứ ngồi kê rồi bắt đầu đẩy lên dần Đấy, Ping vị trí và bắt đầu kéo tâm ra kê dần Chiếm dần từng vị trí rất chậm Mà các bạn nếu cái quả smoke của thằng, thằng Nát Nó ném auto ở mid này làm quả smoke rất là khó chịu bởi vì nó sẽ bật đi tắt lên Và nó sẽ làm nó thằng canh mít đéo biết là địch đã qua hay chưa Bởi vì cái quả smoke đấy nó sẽ có ba đường để có thể đi qua Một là đi vào túp Hai là nó đi sang B Ba là nó đi thẳng vào mít Thì bây giờ không thể có chuyện là các bạn phải dành ba người để kê một thằng ở trong quả smoke đấy được Và cái đặc biệt là cái quả smoke đấy nó lại cứ bật lên và tắt đi Nó có thể qua tham minh này nó tắt đi nó không qua nữa lúc sau tham minh sau nó lại bật nó lại qua nên không thể biết được lúc nào nó sẽ đi qua nó là một trong số những quả smoke mà tôi nghĩ là rất là khó chịu. Bình tĩnh, họ không hề có những tình đẩy. Trong đó bên phía Team Gambit chúng ta biết rằng họ thích cái đội hình Đấy, bây giờ bắt đầu đi này. Đấy, bắt đầu vào tìm. Ui sỏi ôi, rất đen luôn. Bởi vì sao một ông thì đã cầm classic mà đi vào cái quả smoke con Viper thì máu tụt thì rất là yếu. Bắn tí là chết mà. Rồi, bên kia đẩy à, cái round đó này thì cũng chỉ là một round eco thôi. Không, không không có nhiều cơ hội lắm. mấy đây bị ảnh. Chắc chắn rồi, không có cách nào để thoát khỏi các bạn đã lộ ra cũng phải xuống. Ấy thằng nát bây giờ nó lại ở đây. Cái round này thì cũng chẳng có gì nhiều để nói rồi. Các bạn nên thằng nát nó xủi rất nhanh nhá. Nó bắt được. Nó bắt được cái thằng uh, bắn xây ở bên kia là thằng avova sau nó bách con một phát về sau luôn Và sau đó thì thằng Mickwell là thằng bách về phải đi tìm thằng nát rất là lâu Và rất là lo là có một thằng ở mid nhưng cuối cùng lại Thực ra lại chả còn thằng nào ở mid cả Rất là khó chịu Hiện tại mà nếu mà bảo bắt một một được nát Ở cái tựa game Valorant này tôi nghĩ là không nhiều người có thể làm Rất ít người nếu mà một một mà có thể bắt được thằng nát rất khó luôn đấy Cun bay như này tôi nghĩ là, là ổn này Đây là một cái chiến thuật khá là hợp lý Có nghĩa là um, Hiện tại thì mọi người đều có một cái tư duy là ra bonus Nhưng thực ra là mọi người học không Tôi nghĩ là học không hết Cái cái tư duy ra bonus của bọn pro Bọn pro ấy tư duy của nó là ra bonus Nhưng mà vấn đề là nó luôn luôn có một thằng Hoặc có thể là hai thằng Sẽ lên van đồ hoặc van tôm Và thường nó sẽ là những thằng bắn đua lit Đấy ví dụ như thằng Reyna Hoặc thằng Z các bạn xem thì các bạn sẽ thấy những thằng đua lit luôn luôn được ưu tiên lên van đồ hoặc van tom như hàn được tip có thằng asuna cũng thế bởi vì sao đua lit thì nó sẽ là những thằng đi phút pick mà nó pick được người thì rất là lợi thế đúng không Các bạn thấy không mà nó phải cầm van đồ đi nó mới pick được người chứ bây giờ cầm spectre đi đấu súng tầm xa thì rất là khó và khi nó pick được người chuyển đổi được mạng thôi là tự nhiên các bạn nhặt được thêm một súng nữa mọi thứ nó sẽ dễ dàng cho các bạn hơn rất là nhiều chứ còn nếu mà các bạn bắn theo kiểu là ba khẩu spectre full Spectre rất kho bán mà kể cả ba của Spectre hai của serif để thắng khó cực kỳ luôn các bạn phải có một chiến thuật cực kỳ tốt còn nếu mà trong team các bạn có một khẩu van đồ thôi ở trong tay một thằng nào thấy tay to cửa thắng của các bạn cao hơn cực kỳ nhiều luôn đấy là điều chắc chắn nên nhiều lúc mọi người chơi game xem giải nó bắt đầu cứ nghĩ là bonus là thôi không mua súng thực ra bọn pro nó có làm như thế đâu nó vẫn mua này các bạn nhìn nhưng nó sẽ chỉ cần một khẩu van đồ thôi trong tay của thằng thằng reyna và các bạn thấy không? thằng dệt bắn serif không tí nữa thằng Reyna mà chết một phát thằng Z hoàn toàn đã nhặt được khẩu bản đồ Nên như vậy là khẩu bản đồ đấy rất là có ích khi mà nó ở trong tay hai thằng đua lít Đấy các, các bạn nhìn này thằng Seidot nó sẽ pick rồi nó sẽ tận dụng khẩu bản đồ đi bắn nhau này Tương đối khó chịu dành cho tấn công. Đấy, ông nát bò bê này các bạn nhìn đâu thằng nát là thằng đi bò bê một mình lần này thì bên phía của team g 2 để chặn những tình huống bỏ mít của thằng nát thì các bạn thấy không g2 đã phải đầu tư hẳn một cái tường băng che mít bởi vì biết rằng g2 biết rằng nếu mà để thằng nát nó bỏ cái mít thì thực sự là rất là khó để tìm được nó phải tốn đúng không? tốn ít nhất hai người mà chưa chắc tốn hai người đã bắt được thằng nát là mít rất nhiều trường hợp tốn đến hai người nó vẫn bỏ được nó vẫn pick được người nên làm ra là chặn luôn hẳn lối vào của mít đấy là cách tôi nghĩ là hợp lý Đấy, sử dụng cái tường băng luôn ở đoạn này Nhưng mà nó cũng chỉ được khoảng thời gian thôi Đến tuần tầm khoảng một phút thì cái tường băng này chắc là cũng vỡ thôi Đấy, các bạn nhìn đâu Nó bò trườn với khẩu Spectre rất là khó chịu Cái lốc thì cũng biết là có thể là có một thằng bò vào gần rồi Đấy, mà chưa thể biết là thằng Nát ở đâu cả Thằng Nát nó ngồi góc đấy thì quá là khó Không thể bị không biết thằng Nát ngồi góc đấy đâu Bây giờ nghe địch rồi Xem nào Họ nhìn thấy thằng Nát chạy về Quả, wow, bắn hơi rồi, lỗi bắn tí. Rồi, một mà. Thành công. Bắn lỗi skill. Và cái... thứ hai là bắn lỗi đấy các bạn ừ, nhìn thấy Bắn lỗi một phát này, anh em nhìn nhá. Lỗi một phát chết luôn. Tự nhiên là bên kia nó bên phía của Gambit bây giờ nó lại có van đổ. À, rất là sợ. Sau bắt đầu lại còn thông tin thì sao? Bóng xe B bây giờ là không có nhiều thông tin và bên phía của team Gambit nó bách về bóng xe A rất nhanh. Đấy, về bên này quả này chắc là nghe thấy rồi bên kia biết là là, là fake b đánh a rồi và các bạn xem nào tình huống này đấy xây đót bắn chết nuki đây là tình huống key của của cái trận đấu lại của cái round thiếu này bởi vì quả vừa rồi và thằng nuki nó bắn chết thằng xây thì coi như là không thể vào a được luôn rất khó vào a bởi vì nó làm con reyna nó mà giết được thì nó có thể hút máu hoặc nó có thể sủi đi rất là khó chịu Và nó có thông tin và kẹp theo một con viper nó bách về Thế mới thấy là cái sự quan trọng của khẩu van đồ trong tay của thằng Cedot cho tiếng rồi. Tao ngu vừa rồi mà không phải cầm van đồ, cầm spec thì còn lâu mới giết được thằng Nuki, đấy điều chắc chắn. Nhưng rồi. Mickwell đổi 1. Nhà bom sẽ đạt thành công thôi Đấy, thằng Red nó cũng nhặt được khẩu van đồ về nó bắn nó bắt thằng con Thế thành 3 vết 2 luôn. rồi. Hai người còn lại lên. nhiên, nhìn thấy rồi. Úi Quá khó luôn. Còn Reyna mà nó bật ulti lên bắn thì thật sự là khó chịu. 3-0, ký giành chiến thắng. Đến lúc này thì chúng ta chưa thấy cái, cái, cái tầm ảnh hưởng của Nát nhiều. Còn rồi thằng Nát bò, thằng Nát không hề biết là cái lốc ở đấy đâu. Nên năm ra là các bạn nhìn thấy thằng xây nó đứng giữa đường để nó ăn cái viên ọp ấy. Đấy, nó ăn 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 cái viên ORB ấy. Thằng xây nó đứng giữa đường nó ăn bởi vì nó tưởng rằng là clear rồi. Ai bất ngờ là khi mà thằng dẹt đứng ở đấy Nhà thằng cây lốc quả này bắn lỗi skill thôi Cách mà các thành viên của bên phía team Gambit họ vận hành ở trong Partido Icebox Gần Wow. Như đây là một đấy, các, các bạn nhìn không Cô Madela cứ tưởng kiểu bắt đạt được nó Mình súng to Mà không nó nhặt được khẩu văn đồ Nó bắn phát vào mặt Toàn luôn khác. Nào xem tiếp round đào tiếp, đào tiếp, đào tiếp đào theo nào đồ đồ Bên đồ phía đào bên đào này G2 lại là là yếu tiền tiếp hơn và bên quyết định là stack cả. Thực ra anh em biết vì sao nó nó lên van đồ không? Bây giờ nhá, tôi sẽ phân tích một tí về crowd cho anh em. Câu chuyện đầu tiên ấy, là cái crowd đầu tiên Rao pistol nếu thắng sẽ trong team thường là sẽ có những thằng bắn gót đấy những thằng bắn gót đấy thì rao sau nó sẽ lên được văn đổ thường thì tôi thấy rằng là đa phần nó sẽ bắn khoảng 4 khẩu 3 đến 4 khẩu spectre thôi còn nó sẽ giữ đến một đến hai khẩu gót và sau đó thì những thằng đấy sẽ là những thằng lên van đồ và nó vẫn sẽ đủ tiền để nếu kể cả thua nó vẫn có thể bay được tiếp trong round tiếp theo. Trường hợp thứ hai xảy ra là kể cả các bạn thiếu tiền, các bạn vẫn nên lên một khẩu van đồ để cơ hội thắng của các bạn trong round đấy cao hơn. Và sau đó thì đến round sau các bạn có thể một người yếu súng. Cái 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 việc mà team kiểu như là bốn súng to và một người yếu súng ấy thì cửa thắng nó vẫn sẽ cao chứ nó không phải là thấp. Bởi vì sao? Bây giờ với những team bắn như này các bạn ấy chia hộp pick là rất là nhiều và chỉ cần một người nam xuống đó. Tại sao các bạn các bạn hoàn toàn thể đi nhặt súng cái thứ rất là thoải mái. Cơ hội thắng vẫn sẽ cao hơn. Đấy, so với việc là các bạn một round đấu mà các bạn bắn ba khẩu Spectre xong bắt đầu một khẩu Serif với một khẩu God. Đến lúc đấy mong mong mờ mong, mong chờ thần may mắn là mà sao để có thể thắng được cái round đấu đấy. Những cái round đấy rất là khó để thắng. Khác gì là mình bắn một round đấu mà mình sẽ xác định là nó sẽ thua luôn đâu không tôi không, tôi, tôi không thích cái quan điểm này làm tôi, tôi nghĩ là cái tỷ lệ phần trăm trăm thắng của từng rào luôn luôn phải là cao như vậy chơi nó mới, mới, có mục đích chứ bây giờ không phải có chuyện là mình thắng mà mình bắn như kiểu là một team thua mình bắn yếu tiền mình yếu hẳn súng mình cứ xác định thua luôn thì chơi một cái rào đấu như vậy để làm gì ở set go thì nó không bao giờ có cái tư duy như thế kể cả yếu tiền chúng nó cũng sẽ up mp 9 giáp hai full bom tại vì theo định nghĩa set go nó là khi mà đã thắng thì chắc chắn nó đã so phải full buy chứ nó không bao giờ có định nghĩa là thắng sau bắt đầu lại giữ tiền để cho một round đấu bonus nghe rất là vô lý luôn ba người về khu vực side b Nhưng đã có một player lộ rồi một vô ảnh trả ra nhưng rõ ràng đây sẽ là những cái biên tập bắn dành cho các thành viên của bên phía team gambit khi lượng súng của g 2 là quá ít rồi À, rào này thì không có nhiều thứ để nói rồi. ba người kẹt ở khu vực trung bên cảm giác khá là hài hước ở trong rào thi đấu vừa rồi dành cho các thành viên của bên phía team G2 lại Vixwell cũng như là Vova vừa rồi và có lẽ là bộ đôi này may lắm thì phải kiếm được cho mình khó tao này không có gì để nói đấy các, các bạn nhìn thấy bốn rao đầu rao đầu thằng Reyna nó bay à bây giờ bắt đầu chúng ta đến ra đấu tiếp theo này Ui, wow, nát lại ném qua sớmốc gì đây thì thường nó căn quả sớmốc khác mà à có số mốc này nhiều có số mốc che cửa đi phải à không vẫn số mốc mít mà đấy cái quả pick của thằng lốc này hôm trước tôi bị một phát đây này. Quả này là nó dựng cái tường ở chỗ cái túp lên cho thằng dệt ra ngắm. Hôm trước tôi bị một phát cho tôi ớ hết cả người, không hiểu địch bắn ở đâu. Nó là cái tường ở cái túp nó dựng ngang sang cho thằng dẹt nhảy lên. Nó dựng xuyên qua cái túp, xuyên ra ngoài. Nào xem quả này. Đây nha các bạn nhìn nhá. Bên phía của team Gambit nó rất là đồng đều nó đi được cùng nhau rất là chắc một số thằng và nó có một thằng đi bay tơ rất là khó chịu thằng nát anh em có thể thấy thằng nát nó đi một mình luôn gần như thằng này luôn luôn auto là nó sẽ không ở đi cùng đồng đội nếu có đi cùng đồng đội nó chỉ có đi cùng lúc sau thôi hoặc là nó sẽ là kê móc thế thôi còn luôn luôn auto thằng này sẽ đi một mình để gây áp lực ở side còn lại thì team nếu mà muốn bắn đồng đều thì bắt buộc phải như vậy nghĩa là các bạn phải cân bằng hai hai side với nhau Chứ còn tầm bắn ranh như bọn tôi thì các bạn thấy là nhiều lúc là bắn thôi thì cứ đi cùng nhau đi không đi lắc cơ nhiều Tại vì nhiều lúc đi cùng nhau đổi mạng là xong Nói chung là ở những round đối phương yếu tiền ấy, thì nên đi cùng nhau để không rơi súng ra Còn những cái rao đối phương mà nhiều tiền như này này, full buy này thì tôi nghĩ là việc đi lẻ được thì nó tốt hơn Team luôn luôn nên là một ông lắc cơ và những thằng đấy sẽ là những thằng bắn theo kiểu là Sentinel hoặc là Viper thì nó sẽ đi riêng, nó sẽ bò trườn, nó sẽ khó chịu hơn rất là nhiều đây nha, chúng ta xem nhá thằng thằng nát nó vẫn bỏ ở bom xe A này đấy nhưng cái vấn đề là bên phía của gambit bắn rất chắc đấy ở bom xe b thì các bạn thấy không có ba ông bên phía của gambit thôi và bên kia là thằng nucky thằng nucky đẩy mít rồi nhưng mà thằng chronicle này nó rất tỉnh táo nó vẫn về nó bắn phát vào mặt thằng nucky luôn thì rõ ràng là ba thằng còn lại những thằng còn lại ở bên phía Gambit đang còn sống thì nó đang bắn rất là tốt cái nhiệm vụ nó đấy nó quấy đấy pick thằng xây lại pick thêm một người nữa và điều này thì chắc chắn sẽ làm cho thằng Mikwell thằng Mikwell quả này sẽ bị tâm lý chắc chắn là như vậy tại vì tự nhiên bây giờ đang canh Mosea đang rất là trong ulti rất là chắc tự nhiên chết mất hai ông đồng đội đang năm vết bốn thành ba vết bốn đấy và đây là lúc thằng Mikwell đang lo lắng bởi vì mid từ nãy giờ cũng bị bỏ một lúc rồi từ cái lúc mà thằng thằng mid chết đến giờ mid bị bỏ một lúc rồi thì hoàn toàn thằng nát nó có thể đi được mid nên bây giờ midwell sẽ lo đấy thằng midwell bây giờ là đi ra gọi smoke mốc này midwell để quả smoke mốc cố đây là một tình huống thằng midwell cố tình để quả smoke mốc nó tụt xuống để giả vờ như kiểu là mình về bom xe b rồi tôi nghĩ là như vậy đây là một tình huống midwell cố tình để để kiểu như là mình đã fake, fake, fake cũng khá là hay chứ còn thực ra nó nó mà giữ uti thì đồng nghĩa việc là rõ ràng nó vẫn đang ở a thì chắc chắn là bên phía Gambit nó sẽ tìm thằng Mickwell. Nhưng mà cái việc mà nó để Ulti tự tụt xuống thì đồng nghĩa với việc là nó báo nó nó cho thằng thằng bọn bên kia biết là nó đi về B rồi nhưng thực ra nó vẫn ở A. Thì đây là một pha xử lý khá là hay của Mickwell và hình như Nat cũng đang đi tìm Mickwell nếu như theo tôi không nhầm. Có thể là Nat không biết Mickwell trong sai bởi vì nếu mà tình huống này Nat biết Mickwell trong sai thì Nat cũng bị lừa thì phải. Nếu tại vì nếu mà Nat biết Mickwell trong sai thì Nat bỏ quả này sẽ bắt Mickwell. Nhà nát hình như cũng nghĩ là Mick back về mid rồi hay sao ấy Thế nên làm ra để chúng ta hãy xem từ sẽ, là sẽ biết Đây rồi nát ngồi đây Nát ngồi góc đấy chứng tỏ là nát nghĩ rằng là thằng Mick back về rồi Đấy Thế nên làm ra thằng Mick xử lý quả này rất hay đấy, Rất nhiều não Và cái cung này cũng rất là may mắn Đây là một cái cung bắn lỗi Cái cung này bắn lỗi Vẫn bắn vào trong sai Như vậy là Không Như vậy là tình huống này là một tình huống mà, mà thằng nát Nó vẫn biết là có người trong bom Hoặc là Bên phía của Gabit vẫn an toàn vẫn bắn cung lại chết trong bom thử lại một lần nữa wow, đây, wow, đây là một tình huống thằng mới bắn quá tốt luôn nó bắn phát ba cái mặt luôn đấy và bây giờ thì nát bắt đầu mới biết đây đấy, các bạn xem đến lượt xử lý của thằng nát quả này nát lộ rồi nát lộ rồi wow, nó bắn hai cái độc chuẩn thế cái nát thôi, thì anh này thằng Miguel di chuyển quả khéo đây. lắm rồi Thằng, thằng Nát nhảy nát. wow. Nha các bạn nhìn quả rồi nha Không phải thằng Miguel bắn lỗi đâu Tại thằng Miguel giặt ra bắn đi thằng Nát nó nhảy Nó nhảy thay đạn sao nó vừa nhảy nó thay xong bằng đạn phát nó bắn phát vào đầu Miguel luôn và rồi nếu mà bảo bắn lỗi tôi nghĩ là cũng, cũng không 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 hẳn là bắn lỗi bởi vì quả đấy thằng nát nó nhảy khó chịu quá với là nó bắn phát vào mặt luôn đấy các bạn nhìn Đó không ba thể... tình huống là ba cái headshot nha nếu mà với những tầm pro player ở tầm tay rất là cao người ta sẽ nhìn thấy tình huống này người ta sẽ nói một điều thằng nát bắn quả này quá kinh nghĩa là tay nó quá to Bởi vì nó bắn thằng nào vào đầu luôn bắn phát vào đầu bắn phát vào đầu bắn phát vào đầu luôn mà toàn là nó là thằng có thể bắn sau nó vẫn bắn vào đầu đối phương trước rất là khó chịu luôn ừ. đấy, cái quả này thì theo quan điểm cá nhân tôi là hình như là thằng Mickwell thằng thằng nát cũng không biết thằng Mickwell là ở trong quả smoke đấy bởi vì nếu mà thằng Nát biết thằng Mikwell còn ở trong A là thằng Nát sẽ vòng và bắt thằng Mikwell để cho đồng đội vào bom dễ hơn. Chứ còn quả rồi là nó đã chủ động di chuyển ở một góc rồi. các bạn thấy không cái tham minh mà cái quả Smoke Viper Pit nó tụt xuống ấy. Là cái lúc đấy là thằng Nát bò vào thì hoàn toàn là thằng Mikwell có thể đi lâu rồi. Nhưng thằng Mikwell cũng khá là khôn nó đi ra khỏi cái quả Smoke đấy một lúc đủ để 15 giây thì hình như là 15 giây tụt xuống Rồi bắt đầu nó mới đi ơi, đi vào lại thương vị trí khá thương là bất ngờ Nhà bàn tay năng. to thật Con này các bạn nhìn nó bắn là tay là to vãi cả đúng trưởng đúng luôn đấy năm không trầm cảm luôn không cái... quả đấy thua thì công, công nhận bị, bị bị ảnh hưởng tinh thần nhiều thật Khó tâm để lý cản nổi được các thành viên bệnh, cũng là... quả rồi thua là sẽ bị tâm lý nhé các bạn nhé thua những quả như thế rất dễ bị tâm lý Nás còn có một cái biểu hiện không cảm xúc nó thể nói là đáng sợ nữa không thể tin nổi Rồi. bây giờ các bạn nhìn này Thằng nát bây giờ nó lại thay đổi Lần này nó lại kê đầy Nhưng mà nó lại kê từ T-side Đấy, bốn anh em này lại tiếp tục đi với nhau Gây áp lực bóng xe ha. Và nó kê móc ở T-side cơ Có nghĩa là Cái thời điểm đầu trận đấu thằng nát Gần như là nó không bỏ qua quả sống này Nó không lờn vờn một tí nào ở mid Mà quả sống này nó chỉ là một quả sống fake của nó ở mid thôi Nó vẫn bật lên Tắt đi, đấy, vẫn đều đạn nhưng nó không ở mid nó toàn ở những cái vị trí khác nó tạo một cái thói quen cho bên phía của g 2 biết là đấy tao không hề mid tao chỉ fake coi chúng mày ạ à. đấy và sau đó thì đến một cái thời điểm mà khi mà bên phía g 2 bắt đầu chủ quan thì có thể là nó sẽ lại quay lại nó bò mid rất là khó chịu Các bạn nhìn nhá, gần như default của thằng nát nhá luôn luôn là tường b on round tường b smoke mid on round ấy nhưng mà tao đi đâu là việc của tao đấy, như ra vừa rồi Nó tường bê, sống so mít nhói đi uh, á Ờ Đến rao này nó lại ngồi nhà nó kê Rao thì nó lại bò bê Nghĩa là nó vẫn là mọi thứ y hệt như rao trước Chỉ có mỗi là nó di chuyển không như thế nữa thôi Còn tường với sơ bốc nó vẫn để là nó là một cái thứ gì đấy Gần như kiểu là cố định luôn Và nó sẽ tắt đi bật lên tùy tha minh Nó sẽ tạo những cái thói quen để cho bên kia nghĩ rằng là Nó sẽ không à, đi ở chỗ đấy Một khẩu vẹn. À, Viper Pit ấn một lần nữa là tụt luôn, không cần chờ à? À, ok, cảm ơn bạn. Mình thì có chơi Viper nhưng mình cũng không tính cái đấy bao giờ, mình toàn toàn để nó tự tụt thôi. Nếu mà Viper Pit ấn một lần là tụt thì thì cái này nó lại thành ra hai vấn đề của cái round trước. Vendor trên tay của Mixwell. Có lẽ đây sẽ là ngôi sao hy vọng dành cho các thành viên của bên phía trong đấu này. Đấy, đấy, các bạn cái nhìn thấy không? Bên phía của rồi. team Gambit nó okay, kê rất là chắc nó kê cực kỳ chắc luôn nó kê theo kiểu là kê mà mày triển sơ hở thò thò ra lấy thông tin là mày sẽ chết vào ốp Đấy vào cổ cổ nhìn vào cái cách à. của các thành viên của bên phía bắt đầu nóng hội đi biết điều này và các thành viên bên phía bạn à, các bạn nhìn nhau và... nát nó kê góc vào rồi, rồi là thằng đệ thằng kê lốc là không nghĩ một tí nào không hề biết là có một thằng kê móc ở nhà luôn thế thì nếu như quả rồi thì khả năng cao là thằng thằng nát nó nó biết là có một thằng sai Tôi nghĩ là như vậy Thằng Nát biết là thằng Viper vẫn ở trong side A Cái kiểu mà Biopit ấn phát là tụt được luôn Thì tôi nghĩ là thằng Nát biết Biết có người trong side Nên đâm ra nó kệ thằng kia thôi Nó để cho đồng đội là pick thằng ở trong side hay sao ấy Chắc là ý định của nó là như vậy Và nó bắt những thằng Bách về Vẫn là một cái đội hình default Đến, đến các thành viên của BPU Gambit Chúng ta nhìn thấy rõ họ gài lại đúng vị trí của Nát Và lần này thì Nát thì thế nào Nát không bỏ nữa Nát nằm im ở khu vực spawn Lúc thì chúng ta nhìn thấy Nát xuất hiện ở khu vực Defender spawn đúng không? Nhưng lúc thì chúng ta lại nhìn thấy NAS ở khu vực Attacker spawn Không thể biết NAS sẽ đi đâu cả đấy, bây giờ nó lại quay về cây móc này Khó chịu chưa? Quá... Các bạn nhìn không? Vừa nãy nó đồng đội đánh A này Các bạn nhìn nhá Đồng đội đánh A thì nó đứng ở t sai ở móc Bây giờ đồng đội đánh B nó tiếp tục ở t sai cây móc và cho... chuẩn bị nó lại móc được thằng kia này Cái góc này không check được Cái góc này bình thường không check được Ít thằng, thằng check góc này lắm Góc này đẹp mà Góc này tôi cũng hay ngồi Đấy nhưng mà ông nát con này bắn lỗi skill à, Với lại yếu mau quá rồi một... Nằm ra mà chết ừ, có hai... thì chúng ta có thể... Họ gần như là không phải sử dụng Bởi vì bắn Được. nhau chay thôi thì họ đã chiến thắng rồi, rồi thì Cái lo ừ. có lại cho mình khẩu operator và làm đấy vẫn vẫn như thế nhá vẫn sờ mốc nhá vẫn tiếp tục tưởng nhá ơn đi gì tụi hãy tận dụng cơ hội này à, bộ và có một tình huống đầy Thằng Va bắn gần chết ra, thằng kia rồi nhưng mà không dám bắn thì nữa. Depo... Đấy các bạn nhìn này, round đầu này này, anh em lại lại quay chúng ta sẽ quay trở lại nhìn bước di chuyển của thằng Nát này. Đấy, nó ném đồ và nó bò mít thì nó để cho Mon xây bò và sau đó bắt đầu bò B. Đấy. Có nghĩa là nó cắt cái tường độc này ở B đến round này ở round thứ 7 rồi, nhưng mà nó chưa bò B một round đấu nào cả. Và cái thứ hai nữa là đồng đội của nó luôn luôn gây áp lực ở cái bom sai lại để cho đối phương bị vội, bị bách sai. Nhất là khi mà các bạn thua với tỷ số 6-0, các bạn sẽ có một cái tâm lý là phải bách thật nhanh về đấy, để cứu đồng đội thì với thắng được. Chứ đồng đội là không kê được đâu. Đấy. Thì đây, đây là một đao đấu các bạn nhìn này. Đấy. Bắn yếu rồi mid rồi thì thấy thấy có người mid thì nghĩ rằng là nó sẽ không bỏ bê đâu bởi vì bây giờ có gây áp lực ở mid này. A đông này, đấy là hai thông tin nhận về thì lấy đéo nó ra người B nữa làm đéo gì lắm người như vậy nhưng không thằng nát nó vẫn đang bò B và lần này nó bò khác hẳn lần trước mọi lần nhá nó bò là nó còn trốn vào một cái góc ở đấy lần này không các bạn nhìn nó bò một phát thẳng luôn này đi đúng một đường thẳng luôn đấy đi thẳng vào và nó đúng với cái tâm lý của G2 là G2 nghĩ rằng là đấy bao nhiêu rau nó vẫn cắt từng độc đấy nó có đi đâu mà cái thứ hai rau đó này gây áp lực a đông như này mít lại có người thì làm gì có chuyện có b À, nhưng mà cuối cùng nó lại bò bê này. Đấy. Bây giờ nó lại bò mẹ và say bê rồi. Úi giời ơi, nó không thấy ai. Đây là một tình huống mà ông ông, 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 ông tướng này cũng có nhìn lại. Big vào vừa rồi như là có ngó phát vào bom say B một phát thử xem nhỡ đâu nó vào rồi. Nhưng mà cái tham minh đấy thì cái tham minh Mỹ ngó nó cũng khá là ngắn. Nên cái xác suất để để tìm thấy cái nát này rất là khó. Đấy. Bò lên. Rồi, nhìn thấy rồi rất bình tĩnh. Ui giời ơi các bạn thấy không? Nó bò vào tận nơi và khổ, quả này Bigwell là muốn ra mid để hỗ trợ cho người đồng đội của mình Bởi vì sao? Chỗ này nó cũng một quả smoke, thì rõ ràng là đối phương hoàn toàn có thể bò về hướng mid hoặc bò về hướng B Nên đâm ra là thằng một mình xây thì không thể canh được Một mình xây không bao giờ canh được cái chỗ mid này Hôm trước, trước trận này là bên phía Gambit có thua một team là Thua team 100 tip ở map này muốn bắn map này được phải có kill roi thì mới có thể chặn được thằng nát bởi vì con kill roi nó có một con alarm bot và một con turtle bot nữa thì nó sẽ canh được nhiều đường hơn thì nó sẽ chặn được những cái thằng bò bò kiểu, kiểu như thằng nát chưa một con xây thì đúng là chả lấy gì để mà chặn được bây giờ các bạn nhìn nó xây dựng tường ở đây rồi thì vẫn còn vị trí ở mid này mà vẫn còn vị trí ở sang sang b này nữa rất là khó chịu đấy nó bò vào tận nơi và bây giờ nó đóng quả ulti úi sồi rồi đấy, bây giờ nó nó đóng quả ulti này thì các bạn nhìn này, đội hình bên này lại bị vội ờ thì bây giờ mất b rồi chết người rồi nó chiếm được b rồi chả biết là nó có bao nhiêu thằng nhưng mà khả năng đến 90% phần trăm là nó sẽ đặt bom b phải bách về b thôi chả biết làm nào nữa đấy đây là một quả nó bắn rất kinh nhá đây là một quả để các bạn nhìn được hiểu một điều là tay thằng nát rất to nhá đây quả này này tâm của thằng mickwell này đặt rất đẹp đấy nhưng thằng mickwell vừa rồi bắn được đúng một viên Spectre vào đầu thằng nát thì thằng nát nó bắn một viên phantom vào đầu thằng mickwell luôn hai ông này tay đều to nhưng thằng nát quả này là thằng bị động hơn bởi vì nó đặt tâm quả rồi thằng nát sẽ đặt tâm khó hơn nó phải kê cả ra cả hứng mít nữa còn thằng mít quẹo quả này là thằng đặt tâm đẹp hơn nhưng mà thằng nát bắn phát vào đầu luôn nghĩa là nó bắn rất là kinh đấy bách như thế này thì ai chả tin đấy. bên kia bây giờ làm gì đấy bên này thì nó đang bách về thật tại rõ ràng thằng nát nó cờ được bê nó ulti đẹp như thế này bên kia sẽ đẩy hai mít chúng ta xem nào rồi, bên này đẩy Đó mít Nhà rất là khó bên phía của team Gambit nó, nó kê quá chắc. Đấy thằng Nat bây giờ các bạn nhìn này nó lại bò vào kitchen này. Đấy, nó chuẩn bị nó lại móc thằng dẹt. nó đoán được thằng một thằng cuối ở ở City rồi. Nó đoán được thằng cuối ở City rồi. Đây rồi nó nhìn thấy rồi. Đấy. Khác đéo gì một vòng trái đất đâu, một mình nó làm hết. Nhưng mà để nó làm được như thế này thì cần cái gì? Cần điều kiện gì? để nó làm được như thế này để tôi bách lại một lần nữa các bạn xem đấy cần điều kiện gì điều kiện đầu tiên ấy, đồng đội của nó phải gây được áp lực toàn map hộ nó cái kiểu bên phía gambit nó gây áp lực a rất là tốt nó gây áp lực a cực kỳ tốt và nó không mất một người nào cả nó kê nó làm cho bên phía của team g 2 e sport quả vừa rồi là không có thông tin được a không dám ngó ra bởi vì nó cầm off, nó kê nó cũng trả đồ cái thứ rất là khó chịu như kiểu là nó đánh a sau nó lại có một thằng xây đi mít cũng gây khó chịu mít nữa nó tạo rất là nhiều khoảng trống trên map để thằng nát có thể di chuyển được thì thằng nát phát huy được tối ưu cái sở trường của nó chứ còn ông nát này mà bò với cả cái team của mấy ông sentinel thì đúng là nếu mà bắn ở trong team sentinel thì tôi nghĩ Nath là nát không bao bò như này ừ, mấy ông sentinel chỉ có mỗi là lao vào bắn nhau chết thì thôi ờ cho nó chết đồng đội mà chết hết thì khác gì để bảo à thằng nát này lại lắc cờ ở góc này góc này góc này rồi đúng không nha vấn đề là cái lối chơi của gambit nó chia đội hình ra đi rất là ổn nó gây áp lực toàn map và nó để cho thằng Nát có khoảng trống bắn Khi mà nó kê rất chắc Nó có mất người đâu Cái vấn đề là nó đi ba a thằng A Nó gây áp lực A Nó làm cho bọn kia gần như không dám nhoi ra Nhưng mà nó lại không mất người Nó vẫn còn nguyên người Và nó ép cho cái bọn ở trong xe A Không ló mặt ra được Không biết được rằng là có đánh A thật hay không Không biết được rõ ràng là Cuối cùng nó có bao nhiêu thằng đi A Đấy với là cái câu chuyện khó chịu của Gambit gây ra Nhưng mà đồng đội của nó bắn rất là tốt Nên làm ra nó lại có thêm đất diễn của nó Đất diễn của nó càng được mở ra nhiều hơn bắn đúng sở trường của bản thân luôn rồi bảy không bên kia bên kia trầm cảm bắt đầu trầm cảm rồi đấy bây giờ các bạn thấy không luôn luôn là như vậy một quả ờ uh, một quả sấm mông mít và một cái tường độc ở b nó, nó ném tất cả rau y hệt như nhau đây để xem nào Đấy, đội hình luôn luôn default nhá. Bên phía Gambit bắn chia một cái đội hình rất là default. 2A, 2B, một người mid nó luôn luôn kê rất đều map. Và nó sẽ chiếm dần map chứ nó không hề vội vàng cả. lần này Đấy, lần này thằng Nat đi mid này. Có nghĩa là rất nhiều round đầu nó chưa bao giờ được đi cái mid này. Nó chỉ ném quả smoke này auto thôi, còn nó chưa ra cái mid này có mỗi một round duy nhất là cái round mà chống eco là nó vào nó bắt được thằng Avova ở cái mít này thôi còn lại bình thường là nó chưa đi phát nào nhá đấy. nó sẽ dành thời gian đầu tiên để các bạn xem thằng nát đầu tiên nó sẽ làm gì đấy trong đó đồng đội của nó kê rất chắc thằng Defo cổng họ kê b đời Thế tự nhiên là cây lốc là đẩy b đi trước bây giờ mất b thì tự nhiên là kiểu gì phải có một thằng bách ngược với b này đấy. ông đang là người kê mít bắt đầu bỏ mít dần di chuyển ngược về b chắc tôi nghĩ là như vậy rồi bên phía của team G2 bây giờ phải di chuyển dần đội hình. Đấy. Bắt đầu bỏ dần A này. Các bạn thấy không? Trong cái đó bên phía Gambit đội hình của nó không hề dịch chuyển thế nào, nó vẫn y nguyên như cũ luôn. Nó ngồi kề y nguyên từ đầu đến cuối. Nát nó vẫn ngồi kề Ui, Nuki bắt đầu đầy. Sao? Chết. Đây 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 là G2 tự chết ra. G2 kiểu cái kiểu một cảm giác của các bạn khi các bạn thua 7-0 ấy, nó là một cái cảm giác là các bạn sẽ muốn đẩy ra lấy thông tin tại vì đội bạn im thít như vậy thì bây giờ các bạn sẽ có một cái cảm giác là ở ờ, mình đẩy được một đường mình lấy thông tin thì có lợi cho đồng đội hơn như vậy là sẽ biết được định đánh đâu nhất là những cái rau eco như này thì sẽ stack về bắt bài thì có cửa thắng nhưng hóa ra là cái đấy về lý thuyết thì hợp lý nhưng mà với một team như gambit thì lại thành ra là không hiệu quả bởi bọn gambit các bạn nhìn nó như một cỗ xe tăng nó ngồi nó kê chắc từng chỗ một không thể đẩy được đẩy càng mất người thì đồng đội càng khó đánh đấy bây giờ rơi khỏi van đồ thằng nuki nó đẩy bởi vì nó có van đồ trong tay thì nó phải đẩy nó nghĩ là nó đẩy nó pick người cân bằng về người và nó như vậy team sẽ dễ bắn hơn thôi. Đấy, tiếp tục lại đẩy a nữa này rồi Avova Vova đẩy quả cũng đẹp Nhà bọn Gambit thì khả năng cao là Nó vẫn sẽ kê thôi Đâu để xem nào Đấy các bạn đều vẫn kê thằng, thằng 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 xây đốt Nó về nó, nhặt bom Nó vẫn kê bình thường Thế là biết đối phương ở đâu rồi nhá Rồi rào này thì 5 phết 3 Thì cũng khó thật Thôi xong rồi cùng quét lộ Chết luôn Lấy cái gì để mà đỡ cái rào đấu này đây 18 giây Tất, Tất nhiên là không có chạy cửa chạy rồi. Điều rồi chúng ta sang rau tiếp à, theo đi. Biết rõ ràng là cần Và cũng như là nữa. nữa. Thứ hai thì mình nghĩ rằng là Đây. À, bên này dùng ulti luôn. Có ok, un -ti bên này đóng luôn un -ti một cái ulti Tại vì bên phía của team G2 bây giờ là cũng bắt đầu nóng lòng rồi thì Muốn đóng ulti luôn để pick một người sớm Đây là một cái góc bắn ulti để cố gắng pick người sớm đến từ Comarela Nhà cuối cùng đối phương lại đi có một a thôi Chứ đối phương không đi đông A như dự kiến Lần này thì các bạn nhìn nhá Lần này có một đặc điểm khác biệt Smoke được ném ra bật lên rất sớm như mọi lần Nhưng vấn đề là lần này bên phía của team Gambit nó đi 3 mít Ờ nó là một cái bất ngờ rất là lớn Lần này nó lại đi 3 mít cơ à, Chúng ta 3... hãy xem nào Nát đi qua smoke Và đấy các bạn lại thấy một lần nữa Đây là một cái vấn đề là Tôi nghĩ rằng nó không 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 phải vì tay nữa rồi Nó là cái tâm lý rồi Nghĩa là sao nhỉ Nếu thằng Avova này nó được bắn nhiều hơn Và nếu G2 đang có một tỷ số như kiểu 4 đều Thì thằng Avova nó sẽ bắn chết thằng Nát trong quả rồi Đây là một tình huống rõ ràng Thằng Avova là thằng lợi hơn Các bạn nhìn đều thấy nó kê đẹp hơn rất là nhiều Đấy, đấy nó nhìn đến nòng súng của thằng Nát trước nhưng cuối cùng nó bắn chớ Nó không bắn chết và thằng Nát thì đang bay nó Bắn phát vào đầu thằng Avova luôn Đi qua Đây là một tình huống mà thằng Avova thực ra là thằng lợi hơn Nhưng cái vấn đề là thằng Nát nó bắn nhiều mạng quá rồi Vì nó đang vào tay Còn ông Avova từ đầu trận giờ có được giết người đéo đâu Đấy tập ra là cuối cùng lại thọt Những game FPS thì nó đều có đặc điểm chung là như vậy Nếu mà các bạn trận nào mà các bạn đã kiểu đéo được giết người Các bạn có thể là các bạn đen thôi các bạn đen các bạn bị chết nhiều quá ví dụ như kiểu các bạn đi sau rồi các bạn cũng chết các bạn làm cái gì các bạn cũng chết hoặc địch bắn thằng đường trước địch bắn thằng kia đồng đội của các bạn lại trúng các bạn các bạn cũng chết nếu các bạn đã đen như vậy thì các bạn sẽ bị mất tay các bạn sẽ bị kiểu chọc ke ở ờ, kiểu không được bắn nhau ấy sau đến lúc mà đấu súng là các bạn sẽ thiệt thòi hơn rất là nhiều đây, là một tiếng điển hình này. rõ ràng là thằng thằng xây là một thằng kê cũng đẹp nhưng mà cuối cùng lại bị thằng nát bắn chết Whip từ Abuva và lại là cái tên Nas. Lần này là đẩy Rồi. Mốc của chính mình và có ulti được trả ra, cái ulti trả ngược lại từ, wow, từ... tường dựng lên luôn. Nó đang nhắm vào vị trí của Dameta nhưng ở đây thì sao đây? Cái lock kết Nas. Rồi, các bạn nhìn quả tường dựng lên luôn, bất ngờ dựng tường lên để cho thằng Nas bắt thằng Sova. Thằng Nas trận này bắn kinh thật. Trận này xem lại thấy thằng Nas bắn kinh vãi cả trưởng, nó bắn toan vào đầu luôn đấy. Còn hết sót luôn Tay nó rất là to Thằng nát này là một thằng tay rất to Cực to thì đúng hơn à, Các bạn nhìn nó, nó kê chắc chưa Đến cả cả một thằng như thằng Defo Nó kê ở trái túp Nó biết thằng Miguel ở đâu ấy. Nó kê Nó bắn phát ở đầu Miguel luôn Nó kê rất là chắc Nghĩa là Khi mà tách lẻ đội hình ra Đi đơn Dựa vào cái kỹ năng cá nhân thôi thì rõ ràng là cái kỹ năng cá nhân của bọn Gambit nó đạt đến một cái ngưỡng cực kỳ cao rồi. Kỹ năng cá nhân của nó đã hơn kỹ năng cá nhân của bên phía G2 trên từng vị trí một nên chúng ta rất là khó bắn khi mà gặp một cái đối thủ như vậy. Khó Nuki. Bên kia xử lý tốt quá. Đấy, bây giờ biết thằng Defo đoán đoán là Defo ở đâu rồi nhìn thấy là sova rồi thằng Defo ở trong cái túp này nhưng vấn đề đéo biết nó là đầu túp hay cuối túp cơ thế nó mới là vấn đề bên kia nó làm quả double pick này các bạn nhìn nó một trên một dưới thì đúng là không có cửa còn này là avova bắn lỗi này khó nào có thể tin được sợ chín không bây giờ chín góc máy quay của nát quá là nhiều rồi mình chỉ cảm thấy sợ rồi chứ không biết là như thế nào nữa đây thực ra của set go ấy nó nó nhiều lúc nó như kiểu à quên nhầm của fps nó nó không hẳn là tâm lý tâm lý thì có một số thằng tâm lý yếu thì sẽ bị tâm lý thôi còn nhiều thằng tâm lý chúng nó cứng lắm nó nó không ảnh hưởng về vấn đề tâm lý đâu nha cái vấn đề bị chốc về tay ấy, kiểu các bạn đấu không lại ừ đấy là một cái cảm giác khác nhá cảm giác rất là khó chịu khi các bạn biết địch sẽ làm gì các bạn kê rất đẹp rồi nhưng các bạn lại bắn không lại đối phương Đối phương ra đối phương bắn chết các bạn Rất là đấy là một cảm giác rất là khó chịu Hoặc là đối phương bay cũng là một cảm giác rất khó chịu Có những trận các bạn chơi rank các bạn hiểu Gặp những thằng mà nó bay ý. Vào tay nó vào Nó cứ giạt ra nó bắn phát vào mặt luôn cay cực kỳ luôn nó kể ở tâm nó đặt không tốt nó vẩy phát vào đầu luôn cực kỳ khó chịu. Đấy, Đấy, quả này thì bên phía Gambit lại đánh đơn giản này. Bên phía G2. Quyết định của các thành viên bên phía team G2 chúng ta có thể nhìn thấy Mixwa thậm chí còn không trả đồ ở Sai A. Có lẽ chỉ một quả smoke thôi. Cái bức tường này sẽ sử dụng cho tiếng vi. hai trận đánh. này trầm cảm rồi. Đấy, bên Đấy, bên, bên phía Gambit nó nó đánh, may, đánh rất tử tốn và cái thứ hai là nó có một thằng thằng Defo này, thằng này bắn ọp chắc, thằng này bắn ọp rất chắc luôn. Này nọc gần như kiểu rất ít khi tôi thấy nó bắn trượt. Bất, bất được có thể Đấy, tao đá đá này đánh đi phâu này. Đây. Rồi. Thằng nát lại nó lại để một cái ulti ở đây. Là trở nên càng ngày càng tồi tệ, nhưng ít nhất là một cái Tia hy vọng ở cuối đường Red nằm xuống những kết thúc được hai player duy nhất còn lại của bên phía team G2 đi đâu về đâu đây họ vẫn chưa thể tìm được nát và tôi nghĩ rằng tìm nát bình thường còn khó mà tìm nát ở trong cái ulti của viper thì đây. hay cuối cùng thì trận 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 này chính ra mikwell bắn khá là hay nhưng mà đồng đội bắn yếu quá tất cả các vị trí khác bắn đều xuống thằng mikwell nó bắn vẫn ổn mười không đấy đến đoạn cuối này anh em nhìn đeo đến đoạn cuối này thằng nát đấy đéo bắn phức tạp nữa nó lại bắn rất đơn giản và đấy bố mày không có bỏ b bỏ a à bỏ mít hay bỏ riêng nữa nhá đầu trận thì nó bỏ rất là nhiều toàn đi riêng cuối trận là nó toàn đi cùng đồng đội như nào trước có đi b cùng đồng đội rồi đi cùng đồng đội bởi vì sao bởi vì nó biết thừa đến đoạn này là bọn g hai rất là sợ nó bò rồi nó bò mấy quả rồi là bọn g hai tầm này là sợ nó lắm rồi bọn g 2 sẽ đầu tư để bắt nó bằng được chả việc gì nó phải tách ra cả đây là một tình huống điển hình này bên phía g hai các bạn nhìn bỏ mẹ b luôn ba anh em đi bàn mít Đấy, Sova dẹt và đằng sau thì có cả xây nữa để hỗ trợ. Đấy, đầu tư ra mid bắt bằng được thằng nát. Không, nó lại có bò nữa đâu. Đấy. Giờ thằng nát nó lại nó lại đi A cùng đồng đội. Ờ. À. Khó chịu chưa? Thế không biết là đến lúc mà đi chủ động bắt thằng nát thì lại không bắt được. Đấy, bây giờ nó đánh A đi thôi, tại vì đây là một đấu nó biết rằng G2 yếu tiền. Chả có việc gì phải đi lẻ để tặng súng cho đối phương cả Trong một round những cái round đấu như thế này Những round đấu mà đối phương yếu tiền Thì đối phương thường sẽ bắn rất là láo còn những cái ra một đối phương đủ tiền thì sẽ khó hơn Bản đấy. Nó đi cùng đồng đội luôn và bây giờ nhiệm vụ nó là Sao kê móc, đấy. chỉ mỗi nhiệm vụ kê đẩy đáng đáng thôi. Và các bạn thấy cái cách đánh của bọn Gambit hay không? Đây nó vào đây thì bên kia chả một đống đổ Ờ à, thế thôi đéo vào nữa Chờ chờ tường độc phát sau rồi vào Cứ bình tĩnh thôi Và bây giờ bọn này nó chuyển được im như này thôi Là bên phía của G2 sẽ lo lắng Bởi vì đã có một quả thằng nát nó bò bê rồi đúng không Đấy thì bây giờ không có lý do gì Là thằng nát nó không thể bỏ bê thêm một quả nữa kể cả nó không từng độc à, để bà xem bà nào đài. em bên phía của g 2 sau khi vào trả hết đổ a à, không thấy một bóng dáng ai vào bom thì bắt đầu hoang mang hoang mang sờ tai là ờ kéo nó fake a nó lại đánh b đấy, các bạn thấy không sova quay đẩy ngược lại bit dẹt lại quay ngược đẩy lại b trong cái đó đến bên phía của cá nó có làm gì đâu nhau nó ngồi im thế này đấy, nó cứ đối chờ thôi đấy bên kia cứu nhau đúng không nó cứ chờ thôi rồi sốc đạt chết. Trên. Đấy, bên kia biết anh ai này. Lần này bách về đẹp luôn này. Nhưng bên này đấy các bạn thấy không? Thằng nát bây giờ nó lại quay ngược lại nó kê nó biết tham minh này là có thằng đẩy mít rồi và nói bắn nó mặt thằng comerela là, là thằng đẩy mít bom nó lại cầm về bê cay điếu thì chịu được luôn Thể đấy đẩy mít thì quả rồi tại vì sao thằng 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 nghĩ là cái tham minh này rồi thì nó đẩy nó phải đẩy lên để nó kê lại các bạn nó không biết là bên phía đối phương là có người đi b không nên vừa nó định check b thằng nát lại ngó ra check mid lại kê lại và nó lại bắt là Copenella đây là cuối cùng lại mất mít mất mít thì bây giờ sao địch lại bách về b bê, để bên phía của team g 2 spot lại chạy bắt đầu chạy việt dã khổ thật khổ với ông g 2 spot này trận này thật bị nó lừa cho phải gọi là không biết đâu là thật đâu là giả thật thật, thật giả giả ảo diệu vãi là trường là luật và... Nó fake quá nhiều luôn Và thực ra nó nhiều lúc nó chả fake gì cả Nhưng tự ông G2 Esports lại nghĩ rằng là nó fake Bởi vì đoạn đầu thằng nát nó bò nhiều quá Nó bò từ bò A cho đến bò mid cho đến bò B Nên đâm ra là làm cho G2 luôn luôn là cái kiểu cái cảm giác rồi đấy Sau lưng nó rất là lạnh 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 gáy Cảm giác là Được luôn nào, luôn nào, sẽ có những thằng nó sẽ móc trước mình trước đó, Rất là khó chịu đây thằng nát lại bò lên này, này Đấy để thích hợp để Đấy để nó lại bắn vào đoán mặt thằng Miguel Khổ thật Thằng Miguel thì... cũng cẩn thận phết Cũng định trách lại Nhưng mà vấn đề là thằng nát nó cầm một khẩu Phantom ở tầm gần như vậy Nó sẽ lợi hơn một khẩu Guardian Đây rồi Cuối cùng thì ông nát cũng chết mà mà Không chết được trong bom Thì ra cái góc, cái góc ngồi trong bom này là một góc rất là đẹp theo quan điểm cá nhân của tôi đến chính tôi nhiều lần tôi cũng không trách nên ra là nhiều team mà tôi thấy rằng là có thằng xây và biết chơi ấy các bạn nó, nó nó dựng tường băng nó đặt bom xong nó không về nó ngồi mẹ sau cái tường băng là mấy thằng rất là khôn tại vì cái góc đấy là cái góc mà thường những thằng thích bom nó ít khi trách cho còn những cái ông mà cứ sợ chết nhảy nhảy về thì thường lại nấu no hốp tim rất là dễ thua còn thằng nào ngồi sau cái tường băng thì thường sẽ có nhiều mạng nó chuyển đổi được một hai mạng thôi là cả những thằng ở thùng vàng với cả những thằng ở đoạn uh, uh, b bắn cùng là sẽ rất là lợi nào bây giờ đến tiếp đao cuối cùng nào Đây, <laughs> <laughs> các bạn thấy không nó đứng đây nó ném qua smoke để xem nào vẫn sống mốc mít nha vẫn tường độc b nha Hai lần này nó lại đi bò B bê. Bên này đẩy A Ui bắn trượt của vô duyên nhỉ Địch vóc vào tâm bắn trượt ạ à. còn rồi bắn trượt Đấy các bạn nhìn đâu Bên phía của bọn Gambit nó ngồi nó kê 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 từ chỗ này Đây nó kê từ chỗ này Xị vãi cả trưởng Đây nó kê ở đây Đấy nó kê từ rất xa Bởi vì nó nhìn tường độc này nó biết Là cái tường độc này tường độc của bên phía G2 muốn đẩy làm ra thằng Left 4 nó kê một góc rất xa luôn còn này bắn trượt có hơi vô duyên thôi <laughs> Trượt còn này hơi vô duyên Thật thằng kia qua và ông ấy bắn trượt <laughs> Hay như vấn đề là bây giờ là thằng Nát với thằng Mikwell nó lại đi qua thằng Mikwell rồi Rồi xong Chụp ảnh bắt Mikwell Mikwell không chạy đi đâu được Đấy đến lúc này thì bên phía G2 nó, nó kiểu thua nhiều quá ấy thì nó tự nhiên các cá nhân của nó là thôi cảm giác là không thể đồng đội không thể canh được thì mình phải đẩy thôi Mà cũng nhận toàn bị móc này rồi nào là bị đẩy bị bắt này cũng nghĩa đây là một trận đấu mà gambit nó nó nó, nó chỉ bắn đi phâu thôi và nó cũng gần như kiểu nó chiến thuật của nó không xoay quá nhiều nó chỉ có bắn chắc thôi và bên phía của g hai tự rơi vào bẫy thôi tự mất người đây bây giờ là thằng nát đây đây rồi lộ tiếng này đấy lộ tiếng rồi ui giỏi các bạn nhìn thấy chưa lại tiếp tục thằng nát sau một quãng thời gian dài nó không bò thì bây giờ nó lại bò một mình và lại tiếp tục là nó bò qua, nó, nó tận dụng cái tường độc của nó Nó bò rất là khéo Cây lốc chả biết đéo gì cả Cây lốc lộ tiếng một phát Quay lại bắn phát vào đầu luôn B lại clear A đẩy chết B cũng chết Khổ Nó lại tiếp tục đi con đường này ai à, lần này nó bị bắt rồi Lần này bị xích rồi Đấy, sau tiếp tục ông Chronicle lại bắt được Ông Comandanta để à. A yeah, Thực ra là bắn với bọn Bọn, bọn, bọn Gambit này không được phép đẩy Bọn Gambit này nó là một bọn bắn quá chắc Nếu đẩy chỉ có chết thôi Bọn bọn Gambit này bắt buộc phải kê chắc Và sau đó thì phải Retake đội hình ở City thôi Chứ còn các bạn nhìn thấy, Tất cả thào đẩy đều bị nó bắn nó mồm hết Tại vì nó kê, nó kê nó bình tĩnh quá Nó không hề vội một tí nào cả Nó có mất người đâu, nó không hề vội Nó bắn rất là từ tốn Đấy là một sự khác biệt Nico và vùng được nhưng có lẽ là bây giờ chúng ta nên chuyển sang giai đoạn gọi là cát một chiều dành cho các thành viên của G2 đi chứ không thì tầm này thì cũng không còn gì thay đổi được nữa rồi Nuki cũng chỉ biết gọi là nhìn trong vô vọng tình có di chuyển của đối phương thôi đấy avova tiếp tục Avova này Avova nghĩ rằng là mình đẩy B quả này thì sẽ đéo có lại kê đâu bởi vì sao các bạn nhìn này Thà avova nó giết thằng nát là ở tận trong say B cơ. Và nó đẩy lên tận trên bi Tít trên cùng ở B này Thì rõ ràng là đối phương sẽ nghĩ là nó đẩy mít Chứ không nghĩ là nó đẩy B Nhưng cùng nó đẩy đến đoạn này của bi Và vẫn có thằng đang ngồi kê vào mặt nó Và bắn phát vào mặt nó luôn là các bạn hiểu rồi Đây bốn vị trí của các thành viên bên phía gai chết Đều là những vị trí đẩy Tất cả là đều đẩy Và tự đẩy, tự bị bắn chết Ông nào cũng bị bắn phát vào mặt luôn Để đẩy như thế này thì thở kiểu gì với cả Gambit đây rồi Nuki không được chơi game rồi Tập này người ta gọi là không được chơi game rồi Không thể đẩy được Nuki, Nuki hoàn toàn có thể làm được Đây là một tình huống 1v4 rất dễ dành cho Nuki Anh ta có cho mình lượng trang bị tối tân nhất 25 giáp không quá quan trọng Quan trọng là Reyna Hoàn toàn là clash một v 5 còn được là một v 4 Để xem Nuki còn có thể làm được những gì nữa Thôi quả này thì không cũng chả còn gì, gì để ra. nói nữa rồi Rõ thì mỗi một đối phương này Anh ta chỉ cần <laughs> 2 người Là có thể hạ gục được rồi Quá dễ cứ bắn vào mồm thôi, bắn vào mồm rồi sau đó e, bắn vào mồm rồi sau đó e là được. Ok. Đấy, trận đấu vừa rồi xem xong thì các bạn thấy một điều là mọi người kiểu nhớ lúc nhìn thấy thằng nát bắn ghê quá, nhưng mọi người quên mất một điều. Hả? Để nó làm được như thế thì cái đồng đội của nó phải set up cho nó một cái một cái đội hình rất là tốt thì thằng nát mới bỏ được như thế. Chuẩn bắn với mấy team Bắc Mỹ nó cứ phi 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 vào 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 ấy bò như thế khó lắm bò mà đồng đội chết hết thì các bạn không bò được đâu bởi vì đồng đội chết thì bây giờ nó đẩy để nó có thông tin ở những khu vực khác nó biết ngay là kiểu gì ông kia còn lại ở chỗ này chỗ kia thì các bạn rất là khó Nhưng cái đội hình gambit này nó kê kê chắc quá nó kê như kiểu một cái cỗ xe tăng ấy, nó kê rất là chắc và nó gây áp lực tốt nên tự nhiên là thằng nát nó có nhiều khoảng trống để nó có thể đẩy để móc để lắc cơ thứ và nó có nhiều thời gian để nó xử lý